Bạn này lúc đó là còn hơi múp múp. Còn hơi múp múp. Không phải sai con, không phải già ngu của con. Thì sau đó con có bút một chiếc du thuyền chạy thẳng ra ngoài biển. Trên nguyên một cái du thuyền là con sẽ bắt đầu con set up hoa, rượu champagne, xong rồi nhẫn rồi bó hoa nữa. Lúc mà Tiên vừa đi ra là một cái bất ngờ, ai cũng la lên hết, ai cũng mở rượu, bật nhạc cầu hôn. Lúc đó con mới dẫn Tiên lên, con quỳ xuống. Con nhớ là lúc đó con nói là cho dù lúc trước mình có chia tay cỡ nào đi nữa thì anh vẫn hứa với em là anh sẽ cưới em làm vợ, thì hôm nay anh sẽ làm được cái điều đó. Khóc xin nước luôn. Tên là Tiên, năm nay con 27 tuổi và hiện tại đang làm công việc sáng tạo nội dung cũng như là đang vừa mới mở một cái agency. Con sống ở đâu, quận nào? Dạ con sống cùng với chồng con ở quận 7. Yeah. À quận 7 đây luôn. Dạ. Hai mai con. Dạ rồi, còn con thì con tên là Lim Chi Kiat, ba con là người Sinh, mẹ con là người Việt. Nên tên con hơi lạ một chút xíu. Gì Lê cái gì? Tên là Lim Chi Kiat. Lim Chi Kiat. Dạ. Cô chú có thể gọi con là Kiệt cũng được. Hiện tại con cũng 27 tuổi, con đang làm trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài lĩnh vực chính của mình thì con cũng có một cái brand thời trang riêng của con, và đồng thời tụi con cũng có một cái khu mua sắm tổ hợp riêng của tụi con. Tụi con có hai cái doanh nghiệp riêng của mình. Hay quá. Hai đứa chắc quen nhau ở Singapore đúng không? Dạ không ạ. Tụi con học chung với nhau từ hồi trung học ở Việt Nam. Lâu chưa? Dạ cũng rất là lâu rồi. Hồi lớp 10 ạ. 11 năm, 11, 12 năm. Lúc đó là tụi con học chung lớp 10. Học xong trung học á thì tụi con cũng đi Mỹ chung với nhau. Nhưng mà tụi con quen nhau là từ lớp mấy? Để con kể chi tiết. Đó, nhưng mà bạn này kể nó nhảy quá. Là lớp 10 là tụi con chỉ là bạn thôi. Tại vì bạn này lúc đó là còn hơi múp múp. Còn hơi múp múp. Không phải sai con, không phải già ngu của con. Tới lớp 11 khi mà tập gym xong này nọ, nhìn mới xuống nhìn ok thì lúc đó con mới để ý. Quan tâm 2 tháng thì tụi con chán nên là chia tay. Xoay qua tới lớp 12 là mới quay lại thì quen nhau 1.5 năm là có đi du học chung. Hết năm đầu đại học là tụi con chia tay tiếp. Nó tới mấy tập lần đúng không? nhiều tập. Nhưng mà thường là ai là gợi ý chia tay? Chắc là cả hai á, chứ không phải là ai gợi ý hết. Tại vì cãi nhau những cái chuyện nhỏ. Dạ đúng. Tại vì cái tuổi lúc đó thì lúc mình nhỏ còn mà. Rất là nhỏ và mình cũng chưa có trưởng thành được, nên cứ cãi vã xong rồi lại đòi chia tay. Là yêu nhau ở Việt Nam trước rồi qua bên đó yêu năm nữa rồi chia tay. Dạ đúng rồi. Đúng. Mà đúng ai cua ai trước? Lớp 11 á. Thôi nói chung là con thôi nói chung là con là sao? Con phải nói là con chứ chú. Yeah. Ủa nói chung là con có nghĩa là cũng có thể là bên này cua trước đúng không? Nói chung là cả hai đều đã để ý tới nhau đó. Nhưng mà con sẽ là người mở lời. Cái tình yêu cái thời học trò nó đẹp không? Lúc đó nó rất là vui, tại vì trong đầu mình là chỉ có đi học và gặp nhau yêu đúng nhau rồi, thôi. Mình lúc đó mình chưa có cần phải suy nghĩ về việc làm ra tiền. Nên nó trẻ thơ lắm, nó vui tươi lắm. Nhưng mà vui. Có nhớ cái lần đầu tiên con tỏ tình với bạn ấy là ở đâu? Kiểu xin con hung má ở trong rạp chiếu phim. Có cho không? Dạ thì cho chứ không phải không. Cho chứ không phải không. Như vậy có nghĩa là xong lớp 12 là đi học ở bên Mỹ. Dạ đúng rồi. Là tụi con học chung một trường đại học luôn. Dạ không. Tụi con học hai trường khác nhau, nói chung là vẫn ở trong một thành phố. Nhưng hai trường khác nhau. Rồi lý do gì mà chia tay nhau ở bển? Tại vì hồi lúc mà tụi con đi học chung với nhau ở bển thì cũng có một cái khoảng thời gian là năm đầu tụi con không hẳn là ở chung, nhưng mà con có qua nhà của Tiên rất là nhiều, bắt đầu thử sống chung với nhau thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn nói chung là về dọn dẹp này nọ, ganh nhau vụ dọn dẹp tôi đó, giặt giũ dọn dẹp cãi nhau những cái thứ rất là vô tri á. Ý là gặp nhau càng nhiều thì sẽ cãi nhau càng nhiều. Đúng rồi. Nên sau một năm thì tụi con cũng cảm thấy là có vẻ như là mình vẫn không hợp với nhau. Đúng rồi. Nên thôi cả hai đều quyết định dừng. Cái lần cãi vã lớn nhất đó là nó là chuyện gì? Rồi hỏi hay xưa không? Tại vì đừng nhiều cái chuyện mà rửa chén đúng lên rồi. Ở nhà đó không thiệt. Nếu mà anh không rửa chén mà mình chia tay vẫn từ những cái chuyện mà nhỏ nhặt đó. Nhất có nghĩa là anh không rửa chén thì em sẽ chia tay. Kiểu em khó chịu quá hù hoài cho nên là tức chia đúng không? Chia tay rồi là tụi con mặt đứa nào đứa học hay là cùng về Việt Nam luôn hay như thế nào? Tụi con blog Facebook nhau không có nói chuyện một năm luôn. Xong rồi một ngày đẹp trời tự nhiên cái không hiểu sao lại nhắn lại cho bạn này. Lúc đó là con về hè thôi, bạn này hè đó không về. Con nhắn con hỏi bạn là ủa anh hè này không về hả, sao không thấy đi chơi chung với đám bạn? Là không ý gì hả? Không ý hết. Hỏi thôi sẽ xong. Hôm đó tụi con nói chuyện với nhau tầm 4-5 tiếng đồng hồ luôn. Nhắn lại. Dạ, không, chưa. Có. Lúc đó là cái khoảng thời gian mà tụi con bắt đầu làm bạn lại. Chưa ok để yêu nhau nhưng mà thôi mình cứ làm bạn đi. Dạ. Nên con và Tiên cũng có khoảng thời gian làm bạn khá là lâu.
Dạ. Là từ mấy năm? năm 2 cho tới khi mà về Việt Nam chắc là khoảng 4 năm. 4-5 năm á. 4-5 năm. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó là vậy là mạnh đứa nào đứa đó sống, mạnh đứa nào đứa đó học rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Có người yêu khác dẫn người yêu đi chơi gặp nhau luôn. Mạnh đứa nào đứa đó có người yêu luôn. Dạ đúng rồi. Dẫn người yêu gặp con gặp người yêu đi luôn. Đâu kể cô nghe coi cái cảm giác tụi con có bị tức không ta? Ví dụ như con đi với người yêu của con, xong rồi đến gặp người yêu của bạn này, xong rồi gặp chung một nhóm vậy đó, ngồi nói chuyện nhau rồi ăn chung nhau có tức không ta? Cảm thấy như thế nào lúc đó? Lúc đó thì tại vì con có người yêu nên là con thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì coi cũng coi kìa giống như là bạn bình thường thôi. Người yêu của con có biết đây là người yêu của con không? Dạ biết chứ, không thích. Người yêu của con cũng biết mà, cô này là người yêu của mình luôn. Cũng không thích luôn. Nhưng mà hai tụi con thì thấy rất là bình thường. Tại vì đúng hát rồi, nghĩ sao mà thích nhau được ta? Tại vì tụi đúng con chứ? Cũng nói chung là chơi chung một đám bạn thì cái việc mà mình gặp lại nhau là một cái việc chắc chắn sẽ xảy nhưng ra. Nhưng mà thường xuyên gặp lại nhau không? Dạ cũng không phải thường xuyên lắm. Cho hỏi một câu này ngoài lệ xíu, là từ lúc hai đứa cưới nhau mà còn chơi với hai bạn kia không? Dạ không. Biết thì chắc là giận luôn rồi chứ dễ gì đúng không? Xong cái thời gian tụi con học mấy năm tụi con về nước? Con là con học tới 5 năm lận. Tại vì con đổi ngành giữa chừng á. Còn về Tiên thì Tiên về Việt Nam sớm hơn con. Nhà con học 4 năm 2019. Trước dịch là con về. Như vậy là trước khi về là yêu lại nhau chưa? Dạ chưa. Đến lúc nào mà bắt đầu mới là phát hiện rằng là mình vẫn còn với người, người kia. Vào cái thời điểm mà Tiên đã về Việt Nam rồi, và lúc đó là con đang chuẩn bị về, tụi con có nói chuyện cũng khá là nhiều về một cái plan. Nói chung là mở một cái doanh nghiệp mới cho cả hai. Sau khi mà con về Việt Nam, có nghĩa là cả hai mở cái doanh nghiệp đó. Trong lúc mà tụi con làm việc chung với nhau thì nói chung là cũng nói chuyện lại nhiều. Tụi con cũng có tình cảm lại. Sau lúc đó tụi con cũng nhận ra là cả hai cũng đã trưởng thành rất là nhiều so với hồi đó rồi. Nên tụi con cũng muốn thử quen lại coi cái chuyện tình cảm của mình nó đi được tới đâu. Thì cũng hên là nó đi được tới bây giờ và cả hai cũng đã kết hôn. Bao lâu rồi con? Kết hôn được mấy năm. Hai đứa cùng có cảm xúc đó giống nhau hay là chỉ có một phía của Kiệt thôi? Lúc đầu á chỉ có con thôi, có nghĩa là con cảm thấy như là nếu mà bạn này về thì chắc chắn là sẽ không có thể quen ai ngoài hai đứa. Nhưng mà bạn này thì bạn chỉ nghĩ là không, làm chung vậy thôi chứ không có nghĩ gì sâu xa hơn hết á. Lúc đó con nói thiệt là con chỉ nghĩ mình là bạn bè thôi. Sao nghĩ mình là bạn bè được? Tiên thì nghĩ hơn một chút xíu, có nghĩa là Tiên vẫn còn tình cảm. Còn con thì chỉ vu vơ nghĩ mình là bạn bè thôi. Nên là làm chung, chó đơn giản nghĩ vậy không, thôi. Vậy thì bây giờ chú phải hỏi cái lúc mà hai đứa quay trở lại đó ai là người gợi ý? Lúc mà bạn này mới về là bạn nói thẳng là lúc đó bạn tập trung cho sự nghiệp, bạn không có muốn có một mối quan hệ nào lúc đó nữa. Con thì con nói là tại sao mình không thử đi, lỡ mà mình hợp lại hay sao hay như đó thì bạn này nhất quyết là bạn không chịu, là nhất quyết say no với con luôn á. Không là lúc đó con cũng kiểu ok vậy thôi, biết sao giờ. Thì lúc đó con cũng vẫn đi nói chuyện với một vài người khác, rồi cái tự nhiên một ngày đẹp trời không biết sao cái cầu hôn con hả? Dạ không chỗ gì vậy. Nghĩa là ngỏ lời như vậy là con ngỏ lời. Ủa nhưng mà tại sao con lại suy nghĩ lại vậy? Thôi nói một chút xíu về cái lúc mà tại sao con nói là không với Tiên đi, là vì khi mà con mới vừa về nước là con không có một cái gì hết. Thực sự là con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình thôi. Tại vì một người đàn ông mà không có sự nghiệp sao mà mình có thể chu cấp cho người phụ nữ của mình được. Thì lúc đó con mới nói là thôi con chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng mà khi mà nghe lời của Tiên nói về việc là tại sao mình không cùng nhau đi lên đi, mà tại sao người đàn ông cứ phải tự gánh một mình họ, thì lúc đó con mới suy nghĩ lại. Thì con cũng cảm nhận là bây giờ Tiên cũng đã trưởng thành, con cũng trưởng thành rồi, cả hai có thể đi xa hơn, có thể đi xa hơn. Nên lúc đó con mới thay đổi suy nghĩ đột ngột. Lạ lắm, tự nhiên một ngày đẹp trời cái con kể đi Tiên. Ngày đẹp trời đó bình thường tụi con ví dụ như làm việc chung á thì sẽ không bao giờ mà gần với nhau cả, nhưng mà tự nhiên hôm đó tự nhiên cái dễ thương với con, xong rồi con kiểu ủa thì là sao, sau cái ngày hôm đó là tự nhiên giống như là người yêu con vậy á. Nhưng mà sao thấy ổng thể hiện sao? Thì dù như ôm rồi không nắm tay bình thường cái con này ủa là sao ta. Kiểu của Mỹ á là người ta sẽ không có hỏi là em làm bạn gái anh nha, mà người ta sẽ kiểu nghĩ như vậy là quen nhau rồi á. Con thì con không thích vậy nên là con muốn là bây giờ có phản ứng không? Lúc anh đó mà muốn quen em thì anh phải hỏi em là bạn gái thì em mới quen, còn không là em không quen đâu. Kiệt có hỏi không? Nên lúc đó con cũng phải hỏi, mặc dù là trước đó là tụi con đã coi người nhau như rồi. Là người yêu có thể rồi là, tại vì gia đình con với lại gia đình Kiệt đã gặp nhau là từ lúc tụi con học lớp 12 rồi. Là lâu lắm rồi, thanh mai trúc mã rồi. Nhưng mà gia đình cũng trông đợi cái ngày đúng mà tụi nó quay trở lại lắm. Lúc mà con quen người khác á là suốt ngày ba mẹ con cứ Kiệt đâu rồi, Kiệt sao đó, ủa mẹ chia tay rồi sao hỏi hoài. Dạ, cũng rất là giống gia đình của con, cứ hỏi là Tiên dạo này sao rồi, rồi cuộc sống Tiên sao rồi, có quay lại hay không. Chứ lúc mà con với Tiên chia tay là mẹ con cũng không ngủ được luôn. Không ngủ được trong vài ngày luôn. Nói là tại sao lại chia tay vậy, hai đứa quá hợp đôi mà. Sau cái vụ mà nắm tay và ôm ấp đó thì bao lâu thì bắt đầu con chính thức cầu hôn để đi đến đám cưới? Tụi con quen nhau 1.5 năm, thì lúc đó là con quyết định sẽ
cầu hôn. Trong đời con á, với Tiên á, con chưa bao giờ con giấu được một cái gì hết. Nhưng mà hên là cái bữa cầu hôn là cái bữa duy nhất con có thể giấu được. Thay vì làm ở Sài Gòn đi thì tụi con làm ở Nha Trang. Có nghĩa là tụi con giả bộ nói là có một chuyến đi với bạn bè ra Nha Trang. Thì sau đó con có book một chiếc du thuyền chạy thẳng ra ngoài biển. Lúc tới cái địa điểm rồi á thì con giả bộ nhờ một người bạn kêu là Tiên ơi đi vào đi, cần có chuyện nói. Thì trên nguyên một cái du thuyền là con sẽ bắt đầu con set up hoa, rượu champagne, xong rồi nhẫn rồi bó hoa nữa. Lúc mà Tiên vừa đi ra là một cái bất ngờ, ai cũng la lên hết, ai cũng mở rượu và bật nhạc cầu hôn. Lúc đó con mới dẫn Tiên lên, con quỳ xuống. Con nhớ là lúc đó con nói là cho dù lúc trước mình có chia tay cỡ nào đi nữa thì anh vẫn hứa với em là anh sẽ cưới em làm vợ, thì hôm nay anh sẽ làm được cái điều đó. Khóc sướt mướt luôn. Thật con có khóc không kìa? Lúc đó thấy hơi đó. Hơi méo méo. Rồi có trả lời người ta là em đồng ý không? Thì gật đầu. Gật méo. Có trao nhẫn được không? Dạ có chứ. Cưng quá vậy hả? Hôm nay quên mang nhẫn rồi. Tại vì đó, con mới sinh trên em bé cho nên là đeo không có vừa. Cho nên là mấy cái nhẫn lên, đúng không? Dạ đúng rồi, tay nó to lên. Bé là mấy tháng? Dạ 2 tháng. Bé gái hay phải trai cưng? Dạ anh trai. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Sau khi cưới về cho tới bây giờ có những cái tật gì? Cười đi nói em. Trước. Em nói trước hả? Nhiều quá không biết nói gì. Tổn thương. Kiệt thì là một người hơi khó tính. Buổi sáng dậy mà không có cà phê là sẽ rất là khó chịu. Khó chịu lắm. Con thì con là một người rất là dễ tính, rất là vui vẻ, khi nào vui vẻ hết. Nhưng mà anh này thì là một người rất cầu toàn, rất là khó chịu, rất... Sorry con sinh tháng mấy? Dạ con sinh tháng 12. Trời con y chang thằng con trai cô. Y chang tính khí nhau, những cái đứa mà sanh vào mùa đông á, nó đâu ra đó. Mà cà phê nó cũng uống cà phê bình thường đó, nó phải có một cái máy cà phê làm cà phê riêng của dạ, nó. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó vậy đó, đúng như thế nào, đúng cái hiệu cà phê đó. Dạ, đúng rồi. Và cái cách pha đó, rồi đó vậy đúng đó. Rồi. Dân uống cà phê á, sáng á, mà không có ly cà phê đó, là điều là coi như là nó khó chịu phải lắm. Đúng cái loại cà phê đó nó, rất khó chịu. Cái cảm giác mà không có cà phê á, nếu mà những người mà uống cà phê lâu năm á, mình sẽ hiểu cái cảm giác. Đúng vậy. Là cái người nó đừ thiệt là đừ. Anh mà sáng không có cà phê là người anh ngáp không á. Vấn đề đó là nó phải đúng uống đúng cái kiểu của nó. Nó pha đúng như vậy, bao nhiêu sữa mà sữa tươi á, rồi bao nhiêu cà phê, rồi cái máy xay đó, cái máy pha đó của nó phải như thế nào. Đúng rồi, cũng phải là cà phê xịn. Rất là cầu toàn và rất là có nghĩa là bị OCD á, bị gọn gàng quá. Cho nên là ví dụ như con đứng lên một cái là cái giường nó phải sạch, cái giường nó phải trải ra, còn giường nó không trải ra là bắt đầu cằn nhằn vậy đó. Không phải là giường phải trải ra, nhưng mà ý là khi mà sáng mình thức dậy mình đi ra ngoài thì cái giường mình nó phải ngăn đó. Chứ không phải là tự nhiên mình dậy xong rồi mình đi ra ngoài xong rồi để cái giường nó tùm lum. Đồ nào mà để đó là phải ở đó, không có được. Cùng một năm xanh đó ha, mà đứa gái nó khác, đứa trai nó khác, sao lạ lùng vậy. Nhưng mà ổng ngăn nắp là tốt chứ sao. Dạ thì đúng mà, nhưng mà ngăn nắp quá thì cũng còn cái gì đó coi kể là coi có giống thằng Floyd con cô không? Có ghen không? Không, là một người không bao giờ. Bình thường thì sẽ ghen em đi nên đúng không? Không. Con đi chơi mấy giờ không? Em đi chơi vui, cũng không cần là về nhắn anh hay gì, đi chơi vui vẻ với bạn bè. Cái đó là thương vợ và tin tưởng vợ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng là rồi. Là một cái tính tốt. Con đã từng quen những người mà như là đi mà mặc cái gì là phải chụp tranh coi. Còn bạn này là em cứ đẹp cái ông nội kia mới là xấu đó. Đúng rồi đó. Con rất là thoải mái về ăn mặc cho tới đi chơi. Nên con không có bắt buộc là Tiên phải là em phải nhắn anh là em đi chơi tới mấy giờ. Xong rồi tới giờ này em phải về, em phải mặc cái gì. Thì đôi khi nó làm ra cái cảm giác là anh không quan tâm em. Đúng rồi. Anh không có. Nhưng mà hồi xưa rất là vô tâm, nhưng mà bây giờ là sau nhiều buổi huấn luyện thì đã đỡ hơn rồi. Ủa gì này, cũng chưa xấu luôn. Bạn là một người rất là hiền, rất là rất thương con đó. Chăm con ok không? Chăm con như chưa chăm được lần nào. Tại vì ở nhà là có ông bà nội, rồi có người giúp việc. Ôi trời ơi. Tại vì ở nhà quá nhiều người. Thật ra là đã có ông bà. Dạ, mà lại có thêm giúp việc nữa thì đúng rồi. Rồi giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Thay đổi hả? Mong là bớt khó chịu chút. Sáng dậy thì vui vẻ chút. Đừng có khi nào mặt cũng nhăn không biết là ai làm gì mà khó chịu quá. Thằng con của con là y chang đó. Nhưng mà được một cái là Tiên cũng hiểu con rất là nhiều, là biết là con không có cà phê là con rất khó chịu. Nên sáng nào là cũng anh ơi cà phê không? Giờ cũng không thèm hỏi, biết luôn. Nên là cứ pha một ly là vui vẻ à? Dạ. Con mà uống cà phê là vui vẻ cả ngày, là không có khó chịu một cái gì nữa, là mặt tươi cười thoải mái. Sợ lắm. Tôi kết ông này. Giống tôi quá. Rồi bây giờ tới con đó kìa. Về tật xấu của Tiên thì thực sự nó cũng không có những cái gì mà quá lớn. Nhưng mà có một cái mà làm cho con khó chịu nhất
là cái tính hơi bừa bộn một chút xíu. Đúng rồi, dạ. Cô con không nói, cô cũng đoán được. Tại nãy ông nói sao bên này ngăn nắp quá. Tại ông ngăn nắp quá. Thì bà này bừa bộn chắc chắn rồi. Khi mà cả hai ở chung thì con cũng muốn là đồ đạc này nọ là cũng phải treo lên đàng hoàng. Còn khi mà đi về thì đồ đạc cũng phải để ngăn nắp đúng chỗ. Rồi. Nhưng mà vợ con thì bị một cái tình trạng là đồ mặc dù trong tủ nha, không móc lên để kiểu chồng lên nhau vậy á. Sếp nó vậy nè. Tức là bạn này là không thể bán shop quần áo được đó, cái kiểu vậy đó. Kiểu bên này là ông chủ shop quần áo nè. Đó, chủ shop quần áo. Không, con có nhãn hàng riêng của con nữa, nhưng mà con cổ ra cổ nha, cổ ra cổ còn thân ra thân. Đó, thun ra thun rồi vậy đó. Đúng rồi, đây đúng rồi. Áo thun là áo thun, jacket ra jacket, quần ra quần. Là mỗi cái là một tủ. Khi còn màu nữa. Dạ đúng rồi. Màu của con là áo thun là đúng cái chỗ áo thun. Đúng rồi. Áo lạnh là đúng cái chỗ áo lạnh, quần là đúng cái chỗ quần. Nên khi mà nhìn cái tủ của con và tủ của vợ con là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Nên vợ con lúc nào cũng hỏi là em mất cái này rồi, mất cái nọ. Xong rồi em hỏi lại là em có bao giờ nhìn vào cái tủ của em thấy nó như thế này thì sao mà em kiếm đồ được. Cái đó là cái tật duy nhất mà con muốn. Cũng không hẳn là anh muốn em sẽ gọn gàng ngăn nắp hơn, nhưng mà ý là tốt hơn một chút xíu là được. Anh không cần em 100% phải perfect. Nói chung là chúc mừng hai đứa. Vì sau khi trải qua những cái trận chia tay, nhưng mà cuối cùng là ông Tơ bà Nguyệt đã sắp xếp hết rồi. Coi như là chạy cỡ nào hai đứa cũng về với nhau. Em năm nay 27 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Mấy con em? Em tên Nguyễn Thị Thúy, năm nay em 23 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Ở quê em ở Vũng Tàu. Thế Thúy Kiều với Kim Trọng, Trọng với Thúy gặp nhau khi nào? Tụi em quen nhau qua mạng. Ấn tượng đầu tiên của em về ông xã em thì rất cực kỳ ghét luôn. Tại vì người gì đâu mà thích thể hiện với lại nói chuyện thì cọc lóc ta đây lắm. Người ta thì đang nói tiếng Việt, một mình ổng cho em vô tiếng Anh. Em thì ấn tượng của em mới vậy. Thì cô này nói chuyện tiểu thư lắm, công chúa mà ra vẻ đại ca lắm, mà mọi người phải theo ý mình. Cô comment lại ấy. Dạ có, thì em cũng hay mỉa mai, em hay nói móc rồi. Kêu chứ thôi mọi người ơi, núp hết đi cho hai người kia thể hiện. Thì cứ đốt chát nhau như vậy á. Dạ. Hai bạn chát qua chát lại như vậy thì bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Khoảng mấy tháng á, mà lần đầu tiên gặp ở ngoài còn xấu hơn những gì em tưởng tượng luôn. Mập vừa lùn mà còn đen, mà ăn mặc thì quái dị, rồi tóc tai thì dài, rồi còn để râu nữa, cái mà em ghét nhất luôn. Bây giờ em trèo biển cấm này nè. Ủa Trọng lúc đó là Trọng để tóc dài lắm hả Trọng? Dạ em để tóc dài thì lúc đó là em khác người, hơi khác người. Nhưng mà ngược lại thì ấn tượng của em bây giờ em là rất là tốt. Tại vì cô ấy là mặc đồ công sở, nhìn nó như thân nhân thành đạt làm. Em nhìn là em cách liền luôn. Vậy này tóm gọn là lần đầu tiên gặp mặt thì em trong mắt cô này là ấn tượng xấu. Dạ. Em thì ngược lại. Dạ. Nếu mà tiếp xúc nhiều rồi thì ngược lại nữa là em nhắc em bị lừa tình. Thú vị rồi nha. Coi như có 3 giai đoạn đó. Sao em? Đâu. Giờ em nhìn em tưởng nghĩ là cô này chắc cũng trưởng phòng hay gì đây. Tại cái phong cách quá. Em mới tiếp xúc người đấy thì nhân viên. À cuối cùng là chỉ là nhân viên bình thường. Lừa tình đúng không? Thất vọng. Rồi sao? Rồi em có tiến tới hay bỏ chạy? Thì em cũng lên cái hạch em cua, em tán tỉnh rồi rủ đi uống cà phê. Lúc mà chat trên mạng rất riêng thì là cũng có thích em rồi. Vậy mà lúc mà gặp mặt chẳng hay là không thích em khùng đó. Từ hôm đó về nhà là không gặp, không có điện thoại, không có nhắn tin gì luôn. Tự nhiên đang có một người cua mình đang theo đuổi mình xuống chết luôn, mà tự nhiên cái đùng cái im re, không liên lạc không gì nữa hết á. Cái hơi hụt ẩn, em nhắn tin cho anh, em kêu là bộ anh sợ em anh bỏ chạy hả, quay lại mà lấy dép nè. Thì mới thấy anh nhắn lại một cái tin nhắn, tại vì anh thấy em khùng quá nên anh sợ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Khoảng một tuần sau đó thì ảnh hẹn em đi uống cà phê một lần nữa. Thì ảnh ấy bất ngờ ảnh nói là em cho anh mượn tay anh coi bói cho anh biết coi bói. Thì em cũng vô tư lắm, em đưa tay kêu đâu anh coi khi nào em lấy chồng chứ sợ thấy khùng quá ế quá ế hoài. Thì lúc đó thì ảnh mới cầm tay em rồi. Cái ảnh nói là không, thật ra anh đâu biết coi bói đâu, nhưng mà chắc là anh thích em á nên thôi nắm tay em đỡ. Lúc đó là tụi em chính thức quen nhau. Rồi trong lúc yêu nhau có câu chuyện nào khùng khùng kể cho nghe coi. Có đi làm sen nhưng mà hơi tới nhị đúng không? Không sao đâu. Đi chơi làm sen nước anh. Thì em bị đèn đỏ. Thì lúc đó không ngờ luôn. Như vậy nó bị lan ra mà. Cái đứng ngồi đó khóc vậy đó. Em nói ủa bị thương gì sao mà khóc vậy? Tại mới quen mà mình đâu dám nói đâu chị. Thì cái ông này cũng cứ đứng ông la lạc đó, la cho người ta chú ý vô. Okay, mình vừa quê mà vừa tức mà vừa xấu hổ nữa. Em giận mấy ngày hôm sau em không nói chuyện luôn. Thì ông này nghĩ là con này tự nhiên nó khùng nữa hay sao không? Thì yêu nhau bao lâu thì mấy bạn cưới nhau? Mà cưới có trơn tru không? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng á. Thì anh mới nói là vậy thôi mình cưới nhau đi. Nhưng mà hai bên gia đình phản đối á chị. Tại sao? Em quen nhau trên mạng á. Ở trên mạng bây giờ báo mạng đồ đọc lừa tình rồi chém giết đồ tình á. Ba mẹ em không cho quen. Thì lúc đó hai tụi em phải
thuyết phục một thời gian dài á thì mới cho cưới. Rồi bây giờ á là có thấy một cái điều gì mà thay đổi về nhau mà trước hôn nhân là mình không biết không? Vợ em mỗi lần giận em hay gì á, chui vô cái tủ nằm vậy, đóng cửa lại. Mà em gõ cửa nha, không chịu ra ăn ra, em lại em bế ra. Không, mà có khi nào mà chui mà em để chui luôn không? Có lần. Nhưng mà em ngồi chậm á, em giật hết quần áo rồi. Nóng quá chui ra lại. Dạ không, cứ ngồi vậy á. Không, một hồi ông này giống như là sợ rơi rớt quần áo hay là gãy móc hay gì đó, lại mở cửa ra. Rồi lôi ra. Dạ. Trời ơi. Rồi. Mà thường xuyên vậy hả em? Rồi còn chồng em giận thì chui đi đâu? Chắc chui tủ lạnh. Dạ. Mỗi lần chồng em giận ngồi ôm laptop chơi mặt nghênh lên như vậy. Chơi vui á chị. Mà chị hỏi nè, hai bạn có hay theo dõi chương trình này không? Dạ có ạ. Ồ vậy hả? Mà tức lắm chị. Tối hôm đó em coi xong rồi em nói là thôi anh ơi, giờ em thích quá à, mình đăng ký cái chương trình này đi. Kêu chứ thôi em ơi, anh lên đó ngại anh rung rồi này nọ lắm chứ. Không sao đâu, vui mà, thấy hai anh chị đồ vui lắm. Cái không chịu, cứ chùm mền đi ngủ vậy á. Mà bình thường thì ngủ khuya lắm, mà hôm đó mới 9 giờ cứ chùm mền giả bộ nằm ngủ vậy á. Thì em mới tự lên trang web em down form về. Nhưng mà khổ nỗi là cái máy em nó không có Word. Thì em kêu anh dậy cài Word cho em. Cứ kéo chăn giật mền rồi cũng không chịu. Em kêu vợ không cài á, đừng ngủ nha. Vẫn không chịu làm cho em. Cái em giận quá em bỏ xuống phòng khách em nằm. Thử coi ổng có xuống ổng làm lành đâu mà không luôn, ổng cho em ngủ ở dưới phòng khách suốt đêm luôn. Không lý quá, không mang gối gì xuống nổi. Luôn. Ủa, nhưng mà em biết là vợ em đăng ký chương trình này hả? Để em biết thôi, em nói là để ngày mai rồi anh dậy anh đăng ký cho, nên anh mệt á, anh ngủ mai anh đi làm. Cứ không chịu mà phải đăng ký ngay trong đêm nay. Em thấy vô lý quá, bây giờ giận không cho giận luôn. Cho lần cho tẩn. Sáng hôm sau em lên thì em thấy ông cũng ngủ dưới đất. Thì sau này em mới hỏi là ủa sao trên giường nằm xuống đất kia không? Thế em nằm dưới vậy anh nằm trên giường ấy nấy quá. Vậy là tự xuống đất ngủ. Dạ không, cái đó là em chỉ nói cho vợ em vui thôi. Mà em ngủ dưới giường ở dưới đất á cho nó yên tâm. Tại em sợ tối vợ em lên khùng rồi quay tiếp. Thôi ngủ dưới đất cho nó yên tâm. Hai bạn còn có chuyện gì mà cãi lộn với nhau to tiếng? Dạ cũng có. Thì hôm đó em đi làm về mở cửa ra thì mùi thuốc lá nồng nặc luôn. Xong rồi em nói là tại sao mà cứ hút thuốc trong phòng hoài vậy. Thì cứ ổng cứ ngồi ổng cắm mặt vô ổng chơi game. Cái em tức quá, em vừa dọn em vừa la hét mà không thấy ổng lên tiếng gì á. Thì càng im mình càng tức. Xong rồi em không dọn nữa, em lấy tàn thuốc á chị, em đổ khắp nhà luôn, đổ trên giường, đổ trên gối. Xong rồi em lấy chăn mền chiếu của em rủ ra hết luôn. Xong rồi ông này thấy em quậy vậy tức quá bỏ đi. Em cũng thay đồ em đi. Đi xong nhưng mà em không có dọn nhà. Cái em bỏ qua nhà bạn em ngủ một chập. Nhưng mà em vẫn lên Facebook, em lấy một cái hình mà hồi xưa sửa em đi nhậu với bạn bè. Em up lên Facebook. Dạ bộ. Lúc đó là dạ, mình đang đi nhậu. Dạ đúng điên không? Lắm anh, tức mà điên luôn á. Em gái em á, mới điện thoại về cho em là sao phòng nó vừa bỏ lưa vậy. Em mới hết hồi mới chạy nhà liền. Em như bãi chiến trường luôn. Em dọn núi luôn. Xong mấy em mới dọn xong mệt, nó mới lên Facebook để coi có tình hình gì không. Lên Facebook thấy đi nhậu. Là em điên luôn rồi. Cái mới điện thoại cho cái người bạn vậy, đáng đâu sao dữ vậy, tôi đi nhậu vậy. Cái người đó mới nói là đâu có đâu, đang nằm ngủ nhà nè. Cái hình đế kỹ là hình đó lâu mà. Rồi nó hồi cũng tha thứ rồi. Vậy là tụi em thường xuyên cãi nhau là vì lý do là anh ấy bừa bộn. Dạ. Trước khi cưới á, mẹ chồng em có nói là thằng này nó bừa bộn, nó dơ, nó ở dơ lắm nha. Mà sau cưới nó được hay thiệt. Lúc đó em nghĩ là cái đó thì có thể thay đổi được. Nhưng mà cưới về rồi mới biết còn dơ ngoài sức tưởng tượng. Nguyên một ngày luôn á chị, đi làm về không ai để mồ hôi một kê vậy, chơi bời thôi mày nọ. Em kêu anh đi tắm đi. Một ngày mà tắm lần thì cũng đâu phải dơ. Chừng nào mà 4 ngày mồ hôi đồ nó dơ lắm chị. Mà giờ em cũng kỳ lắm chị, đi làm về nó mệt rồi cũng hơi có mùi. Mà giờ em cứ khoái sáp vô trong ôm xong rồi hôn đã lại trời ơi anh thúi quá. Nó nhào vô xong chê phải nghe mùi đó, mùi đặc trưng thì sao. Phải em làm vậy đây cố tình cho anh biết là anh phải đi tắm đó. Kêu, ủa anh đâu có mướn em ngửi xong em cứ kêu thúi hoài vậy. Vậy hả? Có bao giờ mà một ngày không tắm không? Dạ có, ngày hai ngày là bình thường. Trời ơi. Trong tất cả những cái điều mà bạn kể ra thì bạn mong muốn chồng bạn thay đổi cái gì? Sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, với lại bớt vô tâm đi. Mỗi lần em giận là cứ để mặc kệ em giận không à. Đến 2-3 ngày sau mới chịu làm lành. Có nghĩa là có hai cái muốn thay đổi thôi. Dạ. Thí dụ như trong hai cái đó bạn nghĩ là bạn sẽ sửa được cái gì? Em nghĩ là em đổi được hết. Rồi ngược lại em muốn vợ em thay đổi cái gì? Bớt tính trẻ con đi chị. Lại thứ hai là bớt ghiền Facebook đi. Nhà có cái gì cũng up lên khoe khoang. Lúc nữa chụp hình với anh với chị Vân là không được up lên nghe chưa. Có nghĩa là hai cái điều đó bạn thay đổi được không? Dạ được. Bạn chồng là không có muốn bạn vợ là bớt tất cả những cái gì riêng tư lên nhiều quá. Rồi bớt trẻ con đi kìa, có làm được không? Trẻ con thì tại vì ảnh không làm em giận thì em đâu có ăn vạ, đâu có trẻ con. Đó, giờ đổ qua đổ lại là tới sáng mai luôn đó. Vì lúc mà tự giận luôn chơi. Thôi, nếu mà các bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son để mà hiểu nhau hơn, để mà vui á, thì tôi nghĩ rằng là các bạn đã đạt được hai điều rồi đó. Có nghĩa là vui nè, vui là nãy giờ là vui quá rồi nè. Và cái chuyện mà để hiểu nhau hơn á, thì chắc có lẽ là hai vợ chồng á,
qua cái chuyện mà tố nhau vậy là thấy đã hiểu nhau hơn được chút nữa rồi đúng không? Dạ. Bằng chứng là bạn này bạn nói bạn sẽ thay đổi nè, thay đổi hết đó. Còn bạn là bạn hứa là bạn mới có được một cái là bớt Facebook thôi. Còn cái trẻ con thì vẫn nghĩ rằng là bạn có con chưa? Dạ chưa. Khi có con á, vợ em sẽ bớt trẻ con. Rồi vậy nha. Rồi cảm ơn hai bạn. Dạ. Dạ. Chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em đấy kiểm tra. KCS chất lượng về về thực phẩm. Dạ. Đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao? Xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm hàng cho công ty. Rồi ok. Rồi mời em. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, thành tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi hai người nó phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Núi. Trên núi Tây Ninh. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là. Rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán cái em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng, đúng không? Dạ, dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng? Đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường. Thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Phải rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có người bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Em thích luôn, em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì dưới nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ. là cách nhau 4 năm. Dạ đúng rồi. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp
em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tức là hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á, nhưng mà em không có biết bạn đó. Nãy bà Tiên mới kể coi, đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm, nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu, em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em, hồi đó là em, hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi, mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không bỏ được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà dạ. gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? À, tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó. Còn nên là em gặp là em thấy thích vui. Bạn đúng dạ. không em thích bạn Tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ. Nhưng kiếp trước có nợ nần, kiếp trước có nợ nần thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên. Mà bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được. Mà ông ham đâu có, ông ham ông hái, ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, bà bị đầy xuống luôn, rớt xuống luôn, rớt xuống rồi. Rồi cái ông Thành này á là ông cứ đi kiếm. Chị nói giống như đúng đầu vậy đó, cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ, quá ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Hay là dạ rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi á. Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Đó. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Ừ. Không. 3 tháng à, dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á. Bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện. Chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Đó, cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê lắm. Nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì á là lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại lúc đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này vậy lắm, không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Ừ, tính tình dạ. Lúc đó anh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Đây, hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh em lợi cho em? Dạ. Mua với căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu ảnh cũng xuống ảnh thăm. Từng xuống lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không?
Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Wow. Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè? Cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm. Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À đủ lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, ở đúng trong bệnh viện luôn. Ở bệnh viện trong luôn. Bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc thôi. À mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ. Dạ. Trời ơi mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng tiền không? Bộ mới nghe, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,5 triệu đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn, tiền uống, đó, tiền thuốc, tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền, cười kìa. Không tiền. Đó. Lửa có trong khách sạn mà, chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi, có bị cháy không? Dạ, nó bén một lần, thay lần lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn phải không em? Lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Dạ. Đúng không? Ông gan thiệt, tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? À. Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi, đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là gì? nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì vậy? Gãy. Chà như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ, dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì có gì? Tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà ảnh đòi ảnh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á đòi á rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất á thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút, lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sầu quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Rồi cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì không? Trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa hay là hung hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi.
Dạ ôm eo. Là đi bên đường phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm phải không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ, chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao? Không, cái dạ. Nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên đó thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Không, cũng trong đợt đó thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sao? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ không, ở hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Ừ. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Ừ. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước. Dưới nước. Đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ kiếp luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi đó. Nha. Có kiếp nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hùng nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Giỡn, rồi thôi bây giờ thôi. Như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Đó, lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa bác em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi anh Chúc đi anh Chúc rồi. Nghe. Dạ. Rồi. Tật xấu trước đi rồi anh Chúc anh Bin anh Chúc cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông Chúc là ngon ạ. Trời ơi mới đây nè mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi em Chúc một cái em dính liền luôn. Thôi mà em nói em Chúc nó có đứa con gái không? Dạ có đứa con gái. Ôi ông ngủ luôn đó. Yên tâm đi báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè, tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ, muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy không? Ông bỏ đi gọi nhà. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ rồi thôi, mới quay lại. Giận dỗi hay bỏ nhà bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy? Kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn. Dạ. Em hỏi là đi bộ chừng tàu tới, cơ 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ. Kiếm ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ. Thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi 2 tiếng à. Em đi kiếm chứ chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có gia la cà quán cà phê tại đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi đúng không? Dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sụ mặt lắm, lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt, cái con mắt của em nó tệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó tệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt luôn. Vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì muốn chi buồn. Đôi mắt sệ. Cực đó. Quá đó. Đó. Rồi đó. Tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ được nữa vậy mà nãy nói trời thật xấu nhiều lắm.
Tôi thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó, rồi giận thì hay bảo nhà đi nè, đúng không? Đúng mà, nó nghe nè, hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. À, cọc lóc, điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên, nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện với vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi thôi. Đó, nghe, rút kinh nghiệm lần sau giận được, giận bỏ nhà đi được. Tức là không phải lúc cãi nhau á, mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra, bước ra khỏi nhà để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể tật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ chửi... cái đôi mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ sao? Nói chung là em... Nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á, phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó, phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải. Còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời? Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, còn sao nữa nè? Tiên này là không. Tiên ngủ canh canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. À với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Mà nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không làm để vợ nổi điên lên nữa, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen, mà ghen, ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo thôi. Đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Dạ. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like là dạo. Dạ, người like. Quen, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là chứ không có ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà Tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ. Bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là bệnh lý rồi. Cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở trong cuống họng này hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo là ngáy, ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên trên mũi đó, thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn đó. Thì đi khám đi em, cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không còn việc... nữa, còn nữa em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi.
Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với trình vợ chồng son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ, giải quyết hết vấn đề anh. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi kết thúc thì không, đó, bây giờ để anh Vinh chúc phải không? Anh Vinh chúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Vinh á chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, nhớ nghe. Rồi cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Vì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt, rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Rồi chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi và sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi, năm nay ha. Cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn. 1.5 năm rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Em cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Đứng dậy đi vợ. Vợ hơi ngạc nhiên đó, cô tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà Thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trả ý trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi, à chưa, có nhẫn còn kia nữa. Kia, kia. Ôi, bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo bài một rap. À, một cái bài rap. Rồi. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha, một giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Đó. Trời ơi, cưng quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Tháng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ, em xúc động không nói gì ha. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin xin chúc cho hai em cứ như thế này nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.